kế sticker trên ứng dụng. Rakuten Viber vừa thông báo ra mắt tính năng thiết kế sticker, cho phép người dùng tự thiết kế và tạo ra những nhãn dán mang dấu ấn cá nhân. Tính năng cho người dùng tự thiết kế sticker mang đậm dấu ấn cá nhân. Chúng cho phép người dùng sử dụng bất kỳ lúc nào như khi thay hình đại diện cho từng cá nhân trong nhóm, khi chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của những chú cún, hoặc khi cập nhật những sự kiện lớn sắp diễn ra. Người dùng giờ đây có thể sáng tạo, thiết kế và gửi sticker diễn tả hầu hết mọi thứ xảy ra xung quanh trong cuộc sống của mình. Người dùng có thể sáng tạo 24 sticker cho mỗi bộ bằng cách mở công cụ tạo sticker có sẵn trong kho, truy cập danh sách sticker trong cuộc trò chuyện, hoặc đơn giản là chụp ảnh, và ngay lập tức chuyển nó thành sticker. Tính năng tạo sticker cho phép người dùng tạo hình bằng cách dịch chuyển ảnh, xoay, hoặc phóng to một chi tiết cụ thể để tạo tiêu điểm cho sticker. Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng xóa phông cho bức ảnh. Sau khi được tạo hình, sticker sẽ được trang trí bằng hình ảnh, văn bản, kết hợp với những sticker khác hoặc biểu tượng cảm xúc để chúng trở nên độc đáo hơn. Người dùng thiết kế các bộ sticker có quyền cho phép những người dùng Viber khác sử dụng sticker của mình hay không, bằng cách đặt các sticker ở chế độ công khai hoặc riêng tư. Ngoài ra, người dùng có thể đưa cảnh báo nếu những bộ sticker công khai đang vi phạm các điều khoản của Viber.